Quý vị theo dõi chương trình hôm nay thật kỹ lưỡng nhé. Vì OC Ladies View sẽ có món quà đặc biệt cho 5 vị đầu tiên trả lời cho câu hỏi đăng trên trang Facebook của OC Ladies View. 5 vị đầu tiên text vào số điện thoại ghi trên trang nhà của OC Ladies View và trả lời đúng câu hỏi đặt ra về chương trình hôm nay sẽ được tặng một sản phẩm về da của bác sĩ Nguyễn Quang Tiến, gọi là Bellamy Anti-Aging Serum, được bán với giá là 65 đồng. Quý vị có thể tới văn phòng bác sĩ Tiến để nhận quà. Chúc quý vị may mắn nhé! Và anh Mỹ lại mời quý vị trở lại với chương trình OC Ladies View, tạm dịch là sống khỏe với OC Ladies. Và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, anh Mỹ hân hạnh mời được bác sĩ Nguyễn Quang Tiến sẽ hướng dẫn chương trình cùng với anh Mỹ ngày hôm nay. Xin mời bác sĩ Tiến gửi lời chào đến quý vị khán giả. Xin kính chào tất cả các khán giả, tên tôi là bác sĩ Nguyễn Quang Tiến. Và cũng đến với chương trình ngày hôm nay, anh Mỹ cũng mời được một nữ dược sĩ trẻ, xinh đẹp là cô Jenny Đặng. Cô Jenny là chủ của tiệm văn phòng dược khoa, tiệm thuốc Tây, One Pharmacy, nằm trên đường là Magnolia và Talbot trong thành phố Fountain Valley. Xin mời là Jenny gửi lời chào. Dạ chào, em là Jenny. Và quý vị sẽ... không biết là hôm nay là chương trình của mình là có cái gì hấp dẫn. Và anh ấy cũng thưa với quý vị là hôm nay rất là hấp dẫn cho những người sống tại Fountain Valley và có là business tại Fountain Valley. Thì hôm nay anh ấy hân hạnh mời được anh là Tom Nguyễn, Tom Kiều Nguyễn, tức là anh sẽ là ứng cử viên của thành phố, của hội đồng quản trị của thành phố Fountain Valley cho kỳ bầu cử tháng 11 2018 của năm nay. Xin mời anh là Tom, anh là gửi lời chào đến quý vị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, Tom hân hạnh, cảm ơn chị và xin chào quý vị. Thế anh Tom, anh là anh có thể cho biết một tí về tiểu sử của anh, anh là anh qua Mỹ năm nào và anh đã làm những nghề nghiệp gì? Dạ, yeah, Tom qua Mỹ từ 1975, 7 tuổi. Mình ở tiểu bang Michigan mười mấy năm rồi chị. Rồi từ đó mình qua Mỹ, mình qua Cali 1986. Tiếng Việt cứ Tom hơi kém. Thế quý vị cũng thấy đây, đây là anh Tom, đây là qua bên Mỹ lúc mới có 7 tuổi. Thành ra anh đã cố gắng hết sức để mà làm cái chương trình ngày hôm nay sẽ nói hoàn toàn bằng tiếng Việt để là gần gũi với quý vị hơn. Nhưng mà xin quý vị là nếu quý vị không hiểu những gì anh Tom nói thì là xin quý vị là cũng là rộng lòng tha thứ. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là phải biết nói được tiếng Anh thì mới vào được hội đồng quản trị của
thành phố Phạm Valley, Phạm Anh Tôm mà mới giúp đỡ được cho là chúng ta phải không ạ? Thì anh mới biết đầu tiên hết đó, là anh Tom đó là trong cái advisory board của Handicap với là People của Phạm Valley. Yeah. Thì cái vấn đề đó là anh mới nghĩ là rất liên quan đến bác sĩ Tiến. Thành ra là anh mới xin mời bác sĩ Tiến là có những câu hỏi gì cho anh Tom. Tôi rất là vui mừng khi thấy anh Tom đã ứng cử. Yeah. Tại tôi biết bên trong ruột anh là vẫn là người Việt Nam. Anh sẽ hiểu tiếng Việt và anh sẽ tranh đấu cho người Việt Nam. Nhưng mà at the same time anh rất là thông thạo tiếng Mỹ. Anh ở trong cái môi trường Mỹ, anh có thể tranh đấu được cho những quyền lợi của người Việt Nam nhé. Thì mình sống ở đây đó, những người bệnh nhân tôi gặp hàng ngày rất là nhiều, nhưng mà đôi khi họ có những cái special needs, họ có thể họ thiếu sót, họ yếu đuối, họ không nói được tiếng Mỹ, họ có thể họ không có phương tiện di chuyển, họ có thể họ bị handicap vì họ bị stroke, họ bị đau nặng. Anh có thể anh giúp đỡ được gì cho những người mà kêu là handicap của thành phố Phan Valley trong những cái dịch vụ y tế? Dạ, thành phố Phan Valley rất là nhiều handicap, chị biết không? Rất là nhiều handicap. Trong lúc đó, 25% là người lớn tuổi. Mỗi 2 tháng Tom làm một cái vụ dance, một cái vụ dance cho mấy người handicap ở the recreation area right here. Trong lúc đó Tom phải tới làm dance là every time. Tức là anh Tom nói đây là anh mỗi 2 tháng là anh tổ chức là những đêm là dạ vũ để cho những người là handicap và những người già của Phan Valley. Dạ vũ nó rất là quan trọng thưa quý vị, là tại vì nó sẽ giúp cho cái đầu óc của những người đó vẫn còn minh mẫn để họ gain lại cái những cái trí tuệ, những cái trí thức của họ. Nhưng mà anh biết là bác sĩ Tiến thì có rất nhiều bệnh nhân nên là handicap mà bác sĩ Tiến điều trị và mổ là xẻ rồi người ta có những cái vấn đề là người ta cần giúp đỡ do là city, phải không ạ? Yeah, Phan Valley rất là nhiều organization để giúp handicap, để giúp người lớn tuổi, the senior serve, Elwin, the ombudsman. Ombudsman là một cái group để giúp đỡ người lớn tuổi với handicap. Phan Valley mỗi hàng năm nó có là CDBG, một cái số tiền của tiểu bang cho mấy người lớn tuổi với người handicap, tự mình phát tiền ra cho mấy người handicap. Vâng, thì bây giờ tôi biết là handicap nó có nhiều phương diện, từ về physical, thí dụ như họ yếu họ không đi được, đến lúc mà handicap về trí não, thí dụ như là người lớn tuổi thì là dễ quên, bị Alzheimer, hay là những người trẻ tuổi mà thí dụ như họ bị autism chẳng hạn. Thì làm sao mà anh phổ biến được những cái chương trình mà city, cái thành phố Phan Valley có để cho cộng đồng Việt Nam người ta hiểu biết được, để người ta tận dụng, họ sử dụng được những cái dịch vụ mà city cho offer được. Tại vì nếu mà chỉ có in bằng tiếng Mỹ không thì có thể những người Việt Nam, những người handicap Việt Nam họ không aware, họ không biết được. Dạ đúng rồi. Bây giờ Phan Valley cái website nó có đủ information hết, nhưng mà nó chỉ tiếng Mỹ không ạ, nó không có tiếng Việt, nó không có tiếng Mẹ, nó không có tiếng khác, thì rất là khó để giúp đỡ tới cộng đồng Việt Nam. Thì ví dụ mình phải có một người ở trong on the bar phải loại cái đó. Anh vào anh được elected để mà anh đắc cử, anh vô đó thì anh nghĩ anh có thể anh thay đổi được cái đó không? Yeah. Có thể thay đổi được bằng cách là bây giờ tôi vô City Hall đó, tôi thấy toàn là Mỹ trắng từ trong ra ngoài, không có một người Á Đông. Vậy tức là anh Tom nói là nếu anh Tom được đắc cử thì anh sẽ là giúp cho là những cái dịch vụ của Phan Valley sẽ được coi là truyền bá rộng rãi hơn trong cộng đồng Việt Nam, phải không ạ? Anh sẽ cho những cái pamphlet, tức là kiểu như những cái brochure, những cái dịch ra những cái flyer. Phan Valley rất là nhiều Việt Nam, khoảng chừng 25-27% là người Việt Nam. Trong lúc đó người Mỹ thì có 30-40%. The rest thì Mẹ này kia nọ, nhưng mà Việt Nam rất là nhiều. Và thì vì thế mà là câu hỏi tiếp của anh Mỹ là anh Mỹ biết anh là công việc trước của anh hay công việc hiện tại? Với công việc trước của anh là president, tức là chủ tịch của cái title company, của cái nhóm làm việc trong title company. Yeah, yeah. Tức là title company, không biết anh Tom có dịch được ra tiếng Việt hay không? Dạ, cũng là ngành điệp là insurance, title insurance là một cái
Nó là một cái bảo hiểm để mà điều tra và bảo vệ cho cái quyền lợi của những người chủ nhân của những cái căn nhà họ mua, phải không ạ? Tại vì chính anh ấy cũng là nhân viên địa ốc. Thành ra vì vậy em ấy có làm việc với anh Tom, vì anh Tom là title insurance và là escrow là owner, thì anh ấy biết là những người title mà nhất là lên được trước cái là president thì là rất là thông minh và rất là detail oriented. Tại vì là để đọc những cái contract đó nó rất là khó và nó rất là nhiều là luật lệ ở trong đó. Vì vậy thì anh ấy rất là tin tưởng vào là cái khả năng của anh. Nhưng mà vì vậy đó thì anh ấy cũng biết là nhờ vì những cái experience, cái kinh nghiệm đó, thì thành phố Van Valley cũng đã mời anh và cho anh làm chairman của cái gọi là housing and community development của City of Van Valley, phải không ạ? Chủ tịch phát triển nhà cửa cho và cộng đồng cho thành phố Van Valley. Wow. Thế cái committee đó thì là cái công việc của người ta, cái mục đích của người ta là làm gì cho City của Van Valley? Mỗi năm thành phố nhận được rất là nhiều tiền từ tiểu bang, 500 tới 700 ngàn. Wow. Từ đó đó mình sẽ phải cho homeless và cho low income individual và giúp đỡ cộng đồng. Thành ra khi anh làm chairman cho cái committee đó là anh chú trọng vào vấn đề homeless và vấn đề là low income, những người là làm lương thấp để họ có được điều kiện để họ có nhà cửa sống được trong thành phố Van Valley này, phải không ạ? Chị biết không, Fountain Valley cũng có low income nữa đó. Thì Fountain Valley cũng có low income nữa đó. Và Fountain Valley có rất nhiều homeless. Thì nếu anh đắc cử là anh sẽ giúp những người homeless là kiếm được những cái shelter, thành lập những cái shelter. Anh đi biết là anh cũng là hay đi nấu ăn cho những người homeless, phải không? Yeah, mỗi thứ ba là tham ra nấu ăn cho homeless. Tại Fountain Valley rất là nhiều homeless, mình đi nhà thờ ngay đây đó. Mình mỗi sáng á, mình ra mình nấu ăn xong rồi trưa chiều lấy cơm ở đó mình đem đi ra mình cho người ta ăn. Wow. Nhưng mà vì cái kinh nghiệm của anh làm trong ngành địa ốc nhiều như vậy đó, thì anh mới hy vọng là anh sẽ giúp được là cái ngành địa ốc của Van Valley càng ngày càng phát triển bằng cách là anh plan cho nó đúng là những khu vực nào cần được phát triển thì đúng. Năm nay mình looking into cái the Fountain Valley Crossing, chỉ biết ngay đường Talbot gần Costco ngay đó. We are redeveloping cái đó. We are changing the zoning to multi-use. We are looking into để làm giống như Bellaterra ấy đó. Wow. Mình đổi cái đó. That there's going to be major construction there soon. Wow, quý vị ơi, cái đó là một tin vui cho những người nào có nhà ở thành phố Van Valley, vì khi mà cái đó mà nó trở thành được một cái khu mà shopping mà đông đúc như Bellaterra thì là cả thành phố Van Valley sẽ được là lên giá, là địa ốc của Van Valley là nhà cửa sẽ được lên giá. Là xin chúc mừng cho quý vị. Nếu mà mình được là anh Tom được đắc cử ở trong đó. Bây giờ Tom đang làm việc gì đó rồi để để cho nó mở mang nó ra cho chị. Nhưng mà nếu mà anh là đắc cử vào là hội đồng quản trị của Found Valley nữa thì anh còn giúp được nhiều hơn nữa, phải không ạ? Vâng, và là vì đến cái vấn đề mà giúp cho vấn đề địa ốc, ngoài ra là những người là business owner, tức là những người mà có những cái công dịch vụ thương mại tại thành phố Van Lê, như bác sĩ Tiến, như cô Jenny Đặng, thì chắc là rất có nhiều là interest trong những cái gì mà anh có thể giúp được cân là những người business owner. Tom nghe rất là nhiều business owner nói là rất là khó khăn để nói chuyện với thành phố đi làm, giống như Jenny nè, đang mở cái business mà take 2-3 tháng để apply, để làm giấy tờ với county, với city. Mình nghĩ á, mình làm finance, mình mượn tiền mỗi ngày á là interest là bao nhiêu tiền, mà mình phải chờ 3 tháng mà mình lỗ bao nhiêu tiền để thành phố để cho approve một cái.
phải đúng không? Đúng không Jenny? Hôm đó, hồi đó là để mà mở cái tiệm pharmacy của con thì con phải đợi 3 tháng, thì trong lúc đó con bị nợ nần nên là interest rất là để trả tiền rất là nhiều. Và mình mượn tiền xong mình rất là nhiều tiền. Trong lúc đó Fountain Valley, chị biết không, mỗi 2 tuần đóng cửa một ngày. Dạ đúng. Mỗi hai tuần đóng một. Thành phố phải giúp đỡ cộng đồng nhưng mà tại sao phải đóng cửa một ngày? Không cần đóng cửa một ngày. Hy vọng là anh phải hiểu cái sự khó khăn của nó, kêu là small business, tức là những người ta làm những cơ sở thương mại mà nhỏ thôi, vốn liếng không có bao nhiêu. Thì đa số cộng đồng Việt Nam thì cảm thấy là cái city không có được friendly lắm, tức là không có muốn giúp đỡ lắm, tức là làm khó dễ, sửa chữa hay là thêm app lớn lên. Cái inspection nó rất là khó dễ. Trên hy vọng là anh có cái plan gì mà nó concrete anh có thể anh giúp để cho nó làm những chuyện nó dễ dãi hơn. Người ta có thể người ta mang nhiều business về cái thành phố này làm việc để cho Việt Nam ở đây, phục vụ cộng đồng Việt Nam. Đúng rồi, anh nói đúng. Mình phải làm cho cái city rất là business friendly. Business friendly, mình phải mướn thêm người để giúp đỡ cộng đồng. Không chỉ đó, mình phải open up more business for Fountain Valley. Thì theo như anh mới biết thì hội đồng quản trị City Council của Fountain Valley thì chỉ mới có một người council là người Việt Nam, là anh Michael Võ. Thành ra anh mới cũng nhắc nhở cộng đồng chúng ta nên đi bầu để mà có được anh Tom vào được là người thứ hai trong cái City Council của Fountain Valley thì mới giúp được cho cộng đồng chúng ta là được thêm là những cái quyền lợi là trong cái City of Fountain Valley. Vì là càng ngày là business owner cũng thích mở ở Fountain Valley, và là những người dân cư cũng thích cái là sống ở Fountain Valley vì nó mới hơn, nó sạch sẽ hơn, nó secure hơn. Nhưng mà là làm ai Mỹ cũng biết là vì vấn đề địa ốc thì mỗi lần nó mà xây sửa chữa nhà cửa ở Fountain Valley cũng rất là khó. Là ngày xưa là vào cái building department thì họ rất là khó chịu với người. Có một người inspector. Có một người inspector trong thành phố Fountain Valley. Sao một người phần thành phố Fountain Valley mà đi inspect hết nguyên thành phố được? Phải cần thêm nhân viên để đủ để giúp đỡ công dân mà chứ. Rồi ngoài ra là những người business owner như bác sĩ Tiến, như cô Jenny Đặng là lúc mà xây phòng mạch, hay là cô Jenny là xây lại là cái tiệm thuốc tây của cô ấy, thì là cũng cứ bị trễ nãi và cứ bị khó khăn là không chịu pass, không chịu là chấp nhận là những cái tenant improvement. Tại vì Fountain Valley xài luật của county, they don't have their own regulation and rules. So mấy cái luật của county rất là cũ and they don't, nó không có xài mấy cái luật mới. Thì cần cái thay, we need to change. Mình phải cần cái sự thay đổi cho thành phố. Chị nó rất là đúng. Thì phải cần cái người leadership hay vô trong phải thay đổi cái chuyện này mới được. Và anh Tom sẽ là người sẽ mang đến sự thay đổi đó cho thành phố Fountain Valley nói chung và riêng cho cộng đồng là Việt Nam chúng ta. Yeah, Tom cũng hy vọng vậy đó chị. Và là Jenny là có câu hỏi gì khác cho anh Tom không? Well, I'm interested to know why did you want to come to Fountain Valley here in the first place and run in the city of Fountain Valley? Cô Jenny có hỏi là anh Tom là tại sao mà anh có cái ý định là ứng cử cho là hội đồng quản trị của Fountain Valley. Yeah, Tom ở Fountain Valley 15 năm rồi. Con của mình đã từ Fountain Valley năm 11 tuổi rồi. Tom mê Fountain Valley. It's a wonderful place to live. Chỗ này rất là thương mê cái Fountain Valley. Vì đó đó, Tom mới muốn ra ứng cử cho thành phố Fountain Valley. Tức là nguyện vọng của anh là giúp cho Fountain Valley càng ngày càng đẹp hơn, càng mạnh hơn, càng sống cho vui hơn, tốt hơn, hạnh phúc hơn cho những người dân cư ở thành phố Fountain Valley. Và kính thưa quý vị, là đến đây thì cũng vì thời giờ ngắn hạn thì anh cũng xin tạm chấm dứt chương trình tại đây. Xin chúc quý vị một đêm tối an lành chung với người thân.